Chương trình khuyến mại tập trung Shopping Season của thành phố Hồ Chí Minh, trong đó đợt 2 mùa mua sắm cuối năm vừa chính thức khai mạc tối ngày 18 tháng 11. Là chương trình khuyến mại lớn nhất năm, đợt khuyến mại này kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng, giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất trong mùa hàng hóa cuối năm. Với chủ đề rộn ràng mua sắm mùa xuân, tháng khuyến mại năm nay tiếp tục thu hút sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp, thương hiệu trong và ngoài nước. Tính đến nay đã có khoảng 1.200 doanh nghiệp và gần 4.000 chương trình khuyến mại với những sản phẩm có uy tín, được tin dùng, nhiều sản phẩm từ các thương hiệu vàng của thành phố. Tùy chương trình và điều kiện của doanh nghiệp mà chương trình khuyến mại có thể lên đến 100%, giúp người dân mua sắm được những hàng hóa có giá trị với giá phù hợp. Các khuyến mãi thì khá sâu, đa số là 50%. Thì em và bạn đi cùng thì cũng mua khá nhiều sản phẩm, bởi vì là luôn tạo cái sự thôi thúc cho người mua hàng, và các anh chị rất là dễ thương. Với hàng loạt những cái hoạt động rất là thú vị như là các ẩm thực đường phố, các trò chơi dân gian, cũng như là các cái workshop về đồ thủ công, cũng như hàng loạt các cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn tại trung tâm thương mại, thì chúng tôi tin tưởng rằng tất cả mọi người sẽ có những trải nghiệm riêng và thú vị. Trong bối cảnh doanh nghiệp khó khăn trong tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu, lại đang trong giai đoạn phục hồi sản xuất, kinh doanh, hàn gắn chuỗi cung ứng đứt gãy, thì kích cầu tiêu dùng, nâng cao sức mua sẽ giúp doanh nghiệp tiêu thụ được hàng hóa, giải phóng tồn kho và có động lực để đưa ra sản phẩm mới, thúc đẩy kinh doanh tăng trưởng. Kết nối hàng hóa từ các địa phương, tìm kiếm những cái nguồn hàng có chất lượng cao, có giá tốt để cung ứng, giới thiệu cho thị trường, cung ứng cho người tiêu dùng. Cái điểm nhấn cho cái đợt này là các cái giải pháp tiêu thụ hàng hóa thông qua kênh các cái kênh trực tuyến, kênh online. Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các doanh nghiệp đảm bảo uy tín chất lượng cũng như có giải pháp giám sát, kiểm soát nguồn hàng hóa khuyến mại, giảm thiểu nguy cơ trà trộn hàng giả, hàng nhái, hàng hết hạn sử dụng vào các chương trình khuyến mại, từ đó vừa nâng chất được chương trình vừa hỗ trợ người tiêu dùng trong mùa mua sắm Tết.